đấng hay làm ơn giàu lòng thương xót. Dòng suối nhân từ của Ngài đã tuôn chảy vào lòng mỗi chúng con, mang theo những phước hạnh từ trời. Từ trong lầm lạc hiểm nguy, Chúa đã dẫn dắt chúng con quay về trong ân điển quy chân Chúa. Kính dâng lòng này cho Chúa Giêsu.